Hello mày cơm à, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhìn cái phong cách chào của em ấy nhìn nó buồn cười quá anh em ạ. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thức tỉnh khẩu Thompson Inferno Dragon này lên level 2. Cùng với chúng ta sẽ tích tầm 20 mảnh thẻ God này. Rồi chúng ta sẽ đi AI để kiếm nhân vật God. Rất nhiều anh em cũng inbox hỏi mình nhưng cái này mình chỉ rất là nhiều rồi. Đá thức tỉnh này anh em có thể kiếm trong gì ta? Kiếm trong cái vòng quay Bon Beat này 15 mảnh rồi này. Mua trong shop nữa thì đúng là bá cháy bò chết. Rồi. Chúng ta sẽ cùng soi một chút về cái arc này nhá. Arc này thì gồm rồi cái arc này có cái vòng quay AK Deformer gần full rồi, còn 3 nước nữa thôi. Sao arc này không bị reset nhỉ? Quá hên cho thanh niên rồi. Nếu mà reset phát thì đúng là coi như là chết. Rồi chúng ta sẽ cùng vào thức tỉnh khẩu Thompson Inferno Dragon. Rồi, ấn nút thức tỉnh thôi. Rồi hỏi cái mắm gì? Thức luôn đi. Không cần hỏi. Hỏi nhiều lắm cái gì? Và chúng ta sẽ cùng đi vào mẹo thì mình nghĩ là anh em nên đi trong boss Phượng Hoàng thôi. Boss Phượng Hoàng boss khó ấy. Phó bản giống bay. Rồi đi khó ấy. Anh em đừng có đi mức thường hoặc đi thành Titan. Mình thấy anh em đi trong cái phó bản giống bay khó này thì nó dễ ra hơn. Thế thôi, trong cái vòng là vượng Phượng Hoàng thôi. Nếu mà hết Phượng Hoàng rồi mà chưa ra thì thoát ra vào lại. Rồi tuyệt vời, chúng ta sẽ cùng cho nó sới tiếp. Tự bắn thôi. Mình sẽ chuyển sang cái mức tự bắn đâu rồi, cái mức tự bắn của mình. Rồi mình thì mình ngồi đợi thôi. Cứ cần gì, không cần nhiều anh em ạ. Ngồi đợi, xem nó ra không thôi. Rồi lâu lâu lại di chuyển lên một tí để cho nó spam quái. Cái này thì, cái ải này thì nó cũng rất là dễ ra rồi. Chúng ta nhận được vũ khí ABC, AC, BES, lũ đạn ERES, vách nồi, toàn rác cái này. Rồi em cần ở đây là một cái dòng vàng. Hình như dòng vàng hay sao nhỉ? Mình chưa được lần nào nên không biết là đó là sẽ là dòng gì. Rồi DE Gold 60 ngày. Vãi thật. Ở đây em có DE, DE Gold này. Đây chính là DE Gold. Dã man thật. Rồi ơi, phiếu game. Em thừa rồi á, không cần mấy cái thứ đấy đâu. Bắn một phát cho nó tươi này. Bắn thế nào? Trời ơi, thơm thế. AWM và BC, AC, Army. Cái nồi thật. Lũ đạn ARES. Quái toàn cho cái thứ linh tinh không ạ? Em cần nhân vật ES ạ. Nhân vật God ấy. Rồi, Benjina hay gọi là ES nên cứ về đây là cứ quen mồm thôi. Đọc là ES thì nó vi diệu hơn. M451 Ultimate Gold 60 ngày. Cạn lời. Rồi thẻ GP. Vậy vâng, bây giờ chúng ta đã tiêu tốn 10 thẻ rồi. Vẫn chưa ra. Thấm lọ. Chúng ta nhận được AWM B 30 ngày. Rồi mình thấy cái thằng kia nó đi nhiều lắm nó mới ra anh em ạ. Cứ mỗi lần bán cái thẻ này là nó lại mua thôi. Nhưng mình thì mình cũng không có thời gian. Với lại để cho thanh niên đấy đi nó cho nó nguy hiểm thôi. Chứ mình thì tìm mình cười bát với lại số mình nó không được hên nên cho em sẽ đổi sang cái cây cây này đi. Thằng này không có vòng anh em ạ. Cái mép này không có vòng. Quay được nhiều như thế này mà không có vòng thì đúng là hơi phí. Cái vòng đấy thì chúng ta sẽ có gì ta? Chúng ta sẽ có tăng cái tốc độ bắn mà bắn sẽ không mất đạn trong một cái thời gian nhất định. Tuyệt vời. Tôi đang chờ cái nhân vật ạ. Trời ơi, thẻ GP với lại lựu đạn zombie bay. Toàn cho lựu đạn ERES. Bây giờ đạn em nhiều rồi thì cho nhét vào mồm em nữa, em không ăn nữa đâu. Đừng, đừng nhét nữa. Em thừa rồi ạ. Rồi, Gatling Manga. Héo lời rồi. Bây giờ chúng ta còn 5 mảnh nữa. Rồi hình như là nó có nói tiếng Việt gì đấy mà mình không nghe rõ. Mình bật mức loa bé quá, chắc chắn là anh em đeo tai nghe nó sẽ nghe rõ thôi. Mình thì mình không đeo. Mình chơi loa cho nó nổi trội anh em ạ. Chơi thế cho nó trội. Ở cái này mà nếu mà có vòng nữa thì đúng là mắc tuyệt vời.
bắn sẽ không mất đạn và nó sẽ vi diệu hơn một tí. Bắn như này tốn đạn quá, tốn đạn mà không spam được nhiều. Trời ơi, được cái dãy nhà mơ kìa, cạn lời. Không biết là đến cái đoạn nào nó sẽ dễ ra, mình không biết, không biết diện đoạn nào đây. Đúng rồi, ghê quá. Ừ thế nào, bây giờ mình không biết là đi như thế nào cho nó dễ ra, cứ đi như này thôi. Bây giờ không có mẹo đâu, cứ vác mua thẻ thật nhiều vào, đó chính là mẹo, tiền nó là mẹo. Rồi ơi, vay BCAC. Bây giờ còn 3 mảnh. Mình không biết là mình nên vào bot luôn không. Hay là thoát ra nè, thoát ra vào lại. Rồi như thế thì nó mất chuỗi anh em ạ. Rồi còn 2. Cạn lời. Vẫn là Jackhammer. Lắm Jackhammer thế. Chúng em thì mắc nhiều mà cứ cho Jackhammer thế này. Ôi, chúng ta còn thẻ cuối. Rồi tuyệt vời. Toàn AWE với lại các kiểu. Dã man. Tôi cần cái đấy ạ. Rồi chúng ta sẽ cùng vào bot. Bot kiếm, không biết là bot có ra không. Mình không nghĩ là bot sẽ ra. Mình không nghĩ là bot sẽ ra đây anh em ạ. Hải tiếp theo sẽ là EOS Phoenix nha. Rồi, cái Phoenix phế vật. Bay gì mà lắm thế, dừng lại, bắn nhanh nào. Mất thời gian VL ạ. Rồi tuyệt vời, chúng ta sẽ cùng bắn nhanh thôi mà, một mảnh thôi. Đừng nói là boss sẽ không ra nhá. Rồi đơn giản thôi, cái con này thì là con đơn giản nhất rồi, không có con nào con đơn giản hơn. Cứ dí vào đầu và dễ chết thôi. Đấy, trời ơi, bay đi đâu, đường nào cũng chết thôi. Cái này mà có vòng nữa thì con này nó chết ngay từ những phút đầu. Chắc chắn là boss sẽ không ra rồi. Chắc mình sẽ thoát ra vào lại xem mảnh cuối mình sẽ được cái gì đây. Nhé, trong chuỗi thì nó tuyệt vời hơn. Như này thì mất chuỗi rồi. Mình thích trong chuỗi cơ. Bắn nhanh nào, đừng cho nó để bay lên đằng kia thì chết đấy. Khó giết. Rồi tuyệt vời, chúng ta sẽ không nhận được gì hết. Để mình mở luôn. Đã tốn công đi thì cũng phải mở luôn xem nó được cái gì. Rồi giờ thì ra IAS Phoenix vĩnh viễn thì đúng là mắc phê. Rồi không được, em đã không được gì hết. Rồi, được thêm khẩu Stadium PS. Cạn lời. Khô lời luôn. Chắc có lẽ nên cầm M4 đen vào bắn cho nó hên đi. Rồi mình sẽ cầm M4 đen vào bắn cho nó hên. Chúng ta được rất là nhiều đồ đạc nhưng không có cái nào gọi là ngon. Rất là nát. Phải dùng cụm từ nát ở đây. Mình sẽ dùng những cái đồ DF để đi. DF để đi cái hải này. Đâu rồi, súng lục quỷ bắp đâu. Tôi cần lục quỷ bắp, ok. Chúng ta sẽ cùng là đi. Anh em mình nên cầm từ đầu. Cầm đến bây giờ thì đúng là hơi nát. Bây giờ thì còn đúng một mảnh anh em ạ. Biết nó sẽ có ra hay không? Cái gì là các bạn có xuống này. Cái gì mới. Trời ơi, thêm như này rồi. Và đúng cái bot luôn. Ở anh em nào đang cày cái IAS này thì cũng là tuyệt vời. Thì anh em cũng biết được hoàn toàn. Mề thôi, không ra được nào đâu. Mình đi rồi, anh em đi. Có tiền mua thôi, chứ còn cày nữa hả. Cày tốn cái gương không, chứ không có làm gì hết. Mới, không thắng họ công nhanh nhỉ. Dã man thật. Có yêu cầu mình cuối là nó ra ngay nhỉ. Cái mèo nào chơi khổ như này mà. Hay gì, ngoài mình thì như là bị sai. Ok. Làm gì em ơi. Có cái gì mới. Ui bố à. Rồi nó sẵn sàng kéo dài. Không biết là phát cuối sẽ được cái gì mà nó kéo dài như thế này. Nó làm gì đêm mà hám hức tiền à. Thế em đeo nào. Chơi toàn vào phát cuối không à. Đã bảo nhầm. Đi không? Đây rồi, tuyệt vời. Cái mảnh cuối của nó hình xác đến thế này. Dã man thật. Rồi tự tìm đường đi ba.
Bắn đi, mấy thằng sau không cover anh thế. Trời ơi, cover của tôi gái, mấy bác đứng sau. Đúng rồi. Ui, xong, xong rồi. Ta đã nhận được AWMB 30 ngày. Rồi, sorry bạn nha. Mình đã không làm được như bạn mong đợi. Tại vì cái này nó rất là khó ra. Không phải cứ thích là nó ra được. Cơ bản là độ đẹp dai của mỗi người. Đấy, mình mang nhân vật DF vào vẫn không ra. Rồi, trong khi đồ đạc nhận được thì mắc nhiều. Linh kiện. Wow, nhận được linh kiện luôn. 19.7. Thằng này thì cũng khá là ok. Nhiều AWM quá. Rồi sau trận này thì sau clip này thì cứ xài AWM với lại rìu đen thui này xài chán luôn. À, thế nó có băng đạn AS mắc nhiều. À, lựu đạn AS. Rồi sau clip này thì đúng là xài chán luôn anh em ạ. Rồi cái hàng này thì chỉ thiếu nhân vật IS nữa là tuyệt vời. Còn rốt thì cũng bình thường. Mình thích thì mình thích cái này cơ. Thích con này hơn. Con này nó nhiều cái đặc điểm tuyệt vời hơn. Rồi tích cũng khá nhiều thùng ấy. Thôi mình sẽ kết thúc clip này thôi. Nó rất là nát rồi. À quýt 4. Rồi anh em nhớ kết bạn với ạc này nha. Rồi thằng này không phải ạc của mình đâu. Kết bạn cũng thế thôi. Rồi bye bye nha. Làm xong là phải trả ngay đây. Bye bye. Vào để cây M4 đen này nó cũng khiếp. Đôi khi lại không biết là khẩu cái khẩu thôm sơ nó chạy đâu rồi. Rồi mình sẽ kết thúc clip đây. Bye bye.